Ngày 25 tháng 8, Trung tâm Hớp ở địa chỉ trường Mầm non Hòa My 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, do Bệnh viện Hùng Vương thành lập, chính thức đi vào hoạt động. Với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc COVID-19 trong giai đoạn chưa có gia đình đón về. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, hiện tại bệnh viện đang chăm sóc 130 trẻ có mẹ mắc COVID-19, với hơn 50 bé có đủ điều kiện xuất viện, nhưng chưa có người thân đến đón. Thậm chí có trẻ gần đầy tháng nhưng vẫn chưa được về với vòng tay yêu thương của gia đình. Với cái cơ sở mà được thành lập như thế này thì đội ngũ y bác sĩ cũng rất là yên tâm, và với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố và cũng như là Ủy ban của quận 5 thì cái việc mà thành lập lên trung tâm với sự hỗ trợ của tất cả các tình nguyện viên thì cũng sẽ giúp ích được cho các bé có được sự chăm sóc tốt nhất. Chắc chắn là bệnh viện sẽ chăm sóc các bé cho đến khi có người nhà mà đến nhận, chứ không có bỏ rơi. Bệnh viện Hùng Vương sẽ cung cấp các quy trình chuyên môn cũng như tập huấn cho các cô bảo mẫu là những tình nguyện viên về kỹ năng, kiến thức tốt nhất trong chăm sóc trẻ sơ sinh, tổ chức thăm khám hàng ngày, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu. Đặc biệt, công tác giao nhận trẻ cho người thân cũng đã được xây dựng quy trình chặt chẽ để đảm bảo tránh nhầm lẫn và an toàn cho trẻ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bày tỏ, đến thăm trung tâm Hớp, chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các cháu bé đang được chăm sóc rất tốt, tận tình. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh và hy vọng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ở phía Nam trong thời điểm dịch COVID-19 sẽ tăng cường nhiều biện pháp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các bé sơ sinh, đặc biệt là các trẻ có mẹ nhiễm bệnh. Hiện trung tâm Hớp đang có 25 bảo mẫu, do đó cần thêm người để hỗ trợ. Dự kiến những ngày tới sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh, sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm.